Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một phần hiệu ứng rất là quan trọng ha, cũng rất là cơ bản, đó chính là landing option các bạn ha. Khi bạn click một layer nào đó, các bạn thấy nó có phần một landing option hoặc là fx ở đây nè các bạn ha, công cụ fx nó cũng là landing option ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem landing option nó sẽ có những hiệu ứng như thế nào ha cho cái layer của chúng ta. Rồi đầu tiên ha, mình có một cái ví dụ như sau. Mình sẽ có một cái thiết kế, một cái khung hình mình sẽ để lên mặt bàn các bạn ha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một cái mặt bàn. Thì để có hiệu ứng 3D ha, tạo chiều sâu cho cái bàn của chúng ta, thì các bạn chọn cái lớp ảnh mặt bàn ha, lớp ảnh gỗ. Các bạn chọn Ctrl T. Và sau đó các bạn chọn Distort ha. Chúng ta sẽ giữ Shift Alt Tab ha. Các bạn giữ cùng lúc hai phím ha, Shift Alt Tab để chúng ta co đều hai bên vào các bạn ha. Rồi Shift Alt Tab ha, Ctrl T, Distort Shift Alt Tab. Để chúng ta có được hiệu ứng chiều sâu cho cái bàn của chúng ta ha. Rồi, ví dụ như chúng ta được cái bàn như thế này ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái lớp mới ha. Chúng ta sẽ không quan tâm đến cái bàn với lại cái phòng sau lưng, chúng ta sẽ quan tâm đến cái hiệu ứng khung ảnh để bàn ha. Mình sẽ thiết kế một cái khung ảnh để bàn. Rồi chúng ta sẽ tạo cái lớp mới ha. Rồi chúng ta sẽ vẽ vùng tròn, hình vuông, hình chữ nhật gì đó tùy các bạn ha. Rồi mình sẽ vẽ một cái vùng tròn. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho nó, các bạn có thể tô màu tùy ý, trắng đen gì đó tùy ý các bạn ha. Rồi mình được một cái lớp khung ảnh. Rồi để tạo hiệu ứng cho nó một chút xíu thì các bạn có thể click chuột phải chọn landing option. Thì ở đây nó một số thuộc tính như sau. Thứ nhất các bạn quan sát là rough shadow. Rough shadow là gì các bạn, là tạo bóng. À, các bạn có thể kéo size nè, size nó lớn lên chút xíu. Opacity là độ mờ của bóng ha, các bạn kéo lên 100% thì bóng của chúng ta sẽ rõ hơn. Đó, chúng ta được cái bóng. Tiếp theo là outer glow. Outer glow là phần nào các bạn? Phần sáng bên ngoài. Ha, sáng bên ngoài. Để có thể thay đổi các bạn có thể chọn màu ở đây. Bạn click vào có thể thay đổi màu của bóng ha, ví dụ màu đỏ, màu gì đó tùy các bạn ha. Rồi mình thể hiện ví dụ như thế này ha. Noi. Rồi chúng ta ok. Noi là gì các bạn? Noi là tạo hạt ha. Opacity là độ mờ ha, độ trong suốt. Đây là gia giảm tùy ý. Và chúng ta sẽ có một cái blending mode ở đây. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu sơ về blending mode rồi, thì các bạn đã ứng dụng vô ha. Rồi tiếp theo chúng ta gradient là chuyển sắc còn ha, chuyển sắc cho cái đối tượng của chúng ta. Rồi ba tâm như cái bài trước chúng ta đã học đó đó, các bạn nhớ bài hình thẻ không, chúng ta chọn ba tâm ở đây nó có sẽ cho mình tô hiệu ứng ba tâm luôn. Color overlay ha, là màu. Đây là mode màu ha. Opacity nó hơi giảm xuống ha. Thuộc tính này giống như là chúng ta sẽ tô màu cho đối tượng của chúng ta. Satin. Inner ha. Inner glow là chúng ta sẽ phát sáng ở trong. Sáng cho chúng ta sẽ chọn một mod màu cho dễ nhìn ha. Đó. Thay vì chúng ta nãy phát sáng bên ngoài này, chúng ta phát sáng ở trong ha. Rồi, inner shadow là chúng ta sẽ tạo bóng ở bên trong. Rồi, stroke là đường viền các bạn ha.
stroke là hiệu ứng đường viền cho một cái đối tượng của mình ha. Có thể tăng giảm đường viền ở đây rất là đơn giản thôi ha. Các bạn có thể tùy ý chọn ở đây inside là bên trong và outside là bên ngoài, chúng ta có thể tự do mờ để chúng ta dễ nhớ ha. Rồi bevel ha, đây chính là một vài hiệu ứng của bevel ha. Đó, chúng ta có thể tạo được một tảng gạch đúng không? Giống như là một tảng đá hoa cương ha, để chúng ta tùy ý chúng ta sử dụng. Thì cái bài tập của chúng ta sử dụng hiệu ứng cơ bản thôi là tạo bóng nè ha. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ tạo thêm một cái lớp nữa ha, ta sẽ vẽ thêm một cái khung bên trong. Chúng ta cũng tô màu trắng cho nó luôn và chúng ta chọn landing option ha. Nó sẽ chọn là inner shadow, chúng ta chọn bóng ở trong. Đó. Rất đơn giản các bạn ha. Rồi tiếp theo, chúng ta vừa tạo xong một cái khung hình cơ bản, bạn có thể tùy ý ha, chúng ta có thể vẽ khung hình bo, chúng ta chọn ở đây, chúng ta sẽ bo cạnh tròn hoặc là gì đó. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là khung hình cơ bản như thế này thôi, thì chúng ta đã hoàn tất được một khung hình ha. Rồi ở đây mình có thêm một số họa tiết để chúng ta trang trí, bạn có thể là tạo một cái khung hình các bạn ha, tặng cho sinh nhật thì chúng ta sẽ có một vài họa tiết về sinh nhật, chúng ta sẽ trang trí vô ha, nét bên khung hình đó ha. Rồi hoặc là bây giờ chúng ta sẽ tìm cái hình của người thân chúng ta, chúng ta sẽ bỏ vào cái khung này ha. Rồi giờ mình sẽ tìm hình. Rồi chúng ta vừa tìm xong một tấm hình ha, chúng ta sẽ chọn A, chọn C. Rồi qua bên cái khung hình chúng ta sẽ Ctrl V paste vào. Lưu ý trước khi chúng ta Ctrl V các bạn ha, chúng ta sẽ giữ Ctrl click vào cái khung layer của chúng ta. Chúng ta lấy được cái vùng chọn ở đây nè các bạn ha. Giữ Ctrl click vào cái khung này nè, khung layer của chúng ta nè ha. Rồi sau đó chúng ta tạo lớp mới ha. Chúng ta Ctrl Alt Shift V để paste vào. Đây chúng ta các bạn ha. Ctrl Alt Shift Ctrl V để paste vào đúng cái vùng chọn của chúng ta. Đây là cái phím paste đặc biệt các bạn ha. Thay vì chúng ta Ctrl V chúng ta paste vào. Khi chọn Ctrl V paste vào thì nó sẽ ra bên ngoài, nó không vô được cái vùng chọn ha. Thì bắt buộc chúng ta phải nhớ là Ctrl Alt Shift V có nhiều phím chúng ta bấm hết ha. Rồi. Sau đó chúng ta Ctrl T chúng ta hiệu chỉnh lại các bạn ha. Rồi chúng ta vừa ha. Rồi bây giờ chúng ta có thể landing option ha, các bạn nhớ còn đổ bóng bên trong inner shadow ha. Đó rồi chúng ta có thể chỉnh cho hình này sắc nét hơn chút xíu rồi ha. Đó các lưu ý ha, chúng ta có thể chọn ở bên đây cũng được nè, inner shadow nè, inner glow là những thuộc tính chúng ta lúc nãy chúng ta dùng đó ha, stroke nè, đường viền nè ha. Bạn nào muốn thêm cái đường viền vô thì chúng ta sẽ thêm vào đó ha. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu sơ về cái blending option ha. Rồi cái sụt của chúng ta thì có thêm một số cái hình ảnh ha, để chúng ta bỏ thêm vô. Ví dụ như con em chúng ta là con trai, con gái gì đó thì chúng ta có thể design cái khung ảnh rồi chúng ta đem đi in hay chúng ta đi rửa ra. Đó. Để cho cái anh siêu nhân của chúng ta này nó thêm sống động chút xíu, chúng ta có thể tạo thêm cái bóng.
Thay vì lướt chuột phải lên cái layer chọn blending option thì các bạn có thể chọn fx ở đây ha. Rồi tạo bóng rớt shadow ha, rồi đó. Rồi nếu chủ nhân của bức ảnh là con gái ha, thì chúng ta thêm hoa lá vô ha. Rồi chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược về blending option ha, qua một cái bài tập là thiết kế một cái khung ảnh để bàn đơn giản ha các bạn ha. Rồi các bạn có thể làm thử. Ngoài ra chúng ta có thể ứng dụng blending option cho nhiều nhiều ý tưởng khác ha. Rồi các bạn có thể thử và chúng ta có thể tự tìm hiểu sâu thêm vào blending option vì nó còn một số thuộc tính ha. Đây ví dụ như khi chúng ta chọn stroke thì nó sẽ có những cái thuộc tính con bên trong. Chúng ta chọn inner shadow thì nó lại có thêm những thuộc tính con bên trong nữa ha, ví dụ như drop shadow ha, các bạn muốn xoay xoay cái bóng đổ thì chúng ta sẽ chọn ở đây, hoặc là tạo thêm hạt ha, thì chúng ta sẽ tùy ý chúng ta thay đổi và chúng ta tìm hiểu thì nó sẽ nắm bắt bài kỹ hơn ha, chúng ta sẽ nắm được những thuộc tính kỹ càng hơn. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe.